Ngày cuối tuần, những thông tin nổi bật nào được các báo đăng tải? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải cho tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ, trước hết là khôi phục các chuyến bay trọn gói cho công dân Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương như là Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Theo thông tin trên báo Vietnamnet thì tần suất khai thác được quyết định theo năng lực tiếp nhận cách ly của địa phương, chỉ được cấp phép bay sau khi phương án tiếp nhận cách ly được địa phương thống nhất. Báo Vietnamnet đưa tin, với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế, Cục Hàng không đề xuất không hạn chế thị trường, áp dụng với khách người nước ngoài có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước chuyến bay đầu tiên trong hành trình vào Việt Nam hoặc theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Thị trường triển khai thực hiện ban đầu là các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Pháp, Đức, Nga, Úc và các thị trường an toàn khác. Tùy thuộc tình hình thí điểm, Cục Hàng không sẽ tiếp tục đề xuất bổ sung các thị trường mới, tăng tần suất cho phù hợp với khả năng miễn dịch cộng đồng và nhu cầu thị trường. Liên quan đến sự cố tiêm nhầm vaccine Pfizer cho 18 trẻ em từ 2 đến 6 tháng tuổi tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra sự cố để xử lý vi phạm. Đưa tin về sự cố tiêm nhầm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi ở Hà Nội, báo Thanh Niên cho biết, hiện nay 18 cháu đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định. Một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ. Gỡ vướng cho sinh viên chậm tốt nghiệp là tiêu đề bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo nội dung bài viết, thì hàng ngàn sinh viên các trường đại học chuẩn bị xét tốt nghiệp hiện không chỉ phải hoàn thành học phần thực hành, thực tập, mà còn bị vướng chuẩn đầu ra môn tiếng Anh, tin học căn bản. Trước tình thế này, các trường phải gia hạn thời gian tốt nghiệp, công nhận thêm một số chứng chỉ quốc tế và lên phương án tổ chức thi tập trung để xét tốt nghiệp, cấp bằng sớm cho sinh viên. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh, cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, các trường phải linh động tổ chức thi trực tuyến môn tiếng Anh và tin học căn bản để xét tốt nghiệp cho thí sinh. Hiện nay, một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng đã tổ chức thi trực tuyến. Vấn đề là các trường tổ chức thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và đảm bảo chất lượng trong quá trình tổ chức thi và đánh giá. Việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án khóa luận trực tuyến ở trình độ đại học phải đáp ứng thêm một số quy định. Đánh giá thông qua một hội đồng chuyên môn ít nhất 3 thành viên, được sự đồng thuận của thành viên hội đồng và người học. Buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu. Để quên học sinh trên xe, làm văng học sinh khỏi ô tô trên đường đưa đón học sinh là những tai nạn cứ lặp đi lặp lại, thậm chí còn gia tăng khi nhu cầu gửi con theo xe đưa đón học sinh ngày càng tăng. Và nhiều người cho rằng, đừng để mỗi ngày đến trường là một ngày lo. Đây cũng là tiêu đề bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ quy định về tăng cường các biện pháp an toàn, trong đó có an toàn cho học sinh khi di chuyển trên đường bằng xe đưa đón, nhưng vẫn có những rủi ro nhìn thấy mà không được giải quyết triệt để. Cái nhìn thấy ở đây là hiện trạng xe đưa đón không đảm bảo an toàn, không có những quy định rõ ràng, cụ thể để ràng buộc trách nhiệm của các đối tác triển khai dịch vụ đưa đón học sinh.